Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khởi nghiệp TV và tự hào là một trong những cái đơn vị mà sản xuất tấm đan cho rất là nhiều trang trại cũng như là các nông hộ. Trong thời gian vừa qua thì sau một thời gian sản xuất tấm đan và lắng nghe ý kiến của khách hàng thì bên mình đã có những cái mẫu cải tiến mới giúp cho bà con chăn nuôi nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Ngày trước khi mà bên mình sản xuất những mẫu tấm đan cũ thì nó có một vài cái bất cập, cho nên là mình cải tiến dần dần đi. Và hôm nay mình xin giới thiệu với lại quý bà con mình những cái mẫu tấm đan cải tiến của bên mình có những cái ưu điểm gì mới giúp cho cái công tác chăn nuôi heo nó được phát triển hơn ha. Thì đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đó chính là một cái mẫu tấm đan. Mẫu tấm đan này là 61m1 dành cho nuôi heo hậu bị và cai sữa nái đẻ. Thì cái mẫu tấm đan này đây là cái mẫu tấm đan này là với kích thước là 61m1 và 5cm, dài 5cm các bạn. Đây, chiều dày các bạn có thể thấy là dày như thế này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái tấm loại này nó có những cái ưu điểm gì hơn so với lại những cái tấm cũ bên mình ngày trước làm. Thì cái tấm cũ bên mình ngày trước làm cũng là 61m1 các bạn, và nó chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 khe thoát phân thôi. Thì cái phân nó bám trên cái bề mặt tấm đan cũng còn khá là nhiều. Và ngày trước thì bên mình sản xuất những cái nấu như này. Đây, những cái nấu như này là cái khe lọc phân là làm bằng hình vuông như này, và nó có những cái góc nhọn, góc vuông như này. Thì sau một thời gian bà con than phiền là phân nó bám vào đây khá là nhiều, cho nên là công tác xịt rửa sau mỗi lứa nuôi thì nó khá là khó khăn, và chỗ này nó hay là tích tụ cái mầm bệnh chỗ này. Cho nên bây giờ bên mình đã cải tiến cái tấm đan 61m1 nó như thế này các bạn. Thì ở dưới các bạn thấy là đây là chính là cái mặt sau của tấm đan. Bề mặt nó đã rất là láng mịn như này, và các khe nó được bo tròn như này, giúp cho cái việc nó không có ứ động bám phân ở đây, và xịt rửa rất là dễ dàng như các bạn thấy. Tấm đan của bên mình đúc rất là láng mịn như này các bạn. Đấy, rất là đẹp để mà cho bà con mình xem. Và cái ưu điểm thứ hai cũng chia sẻ với lại quý bà con, thì quý bà con vào đây mình sẽ cho các bạn xem. Thì với 13 khe lọc phân như thế này đây, thì cái việc thoát phân ở trên này nó rất là tốt. Phân nó ít bám vào cái bề mặt ở trên này hơn, và xịt rửa nó cũng dễ dàng thoát phân hơn. Và cái khe nó cũng là to hơn các bạn. Khe này là khe 1 phân 1. Thì tại sao mình bên mình lại làm to như thế này? Tại vì khi sau một thời gian chăn nuôi thì các bạn thấy là khi mà con heo nái nó nằm thì cái khe mà nó nhỏ quá. Ngày trước bên mình làm cái khe chỉ là 0,8mm thôi, thì cái con heo, cái bầu vú của con heo mẹ nó kẹt vào, sau đó thì nó nằm kẹt vào và con heo mẹ đứng dậy thì nó bị đứt cái đầu vú. Cho nên bên mình đã sản xuất ra cái tấm 61m1 với chiều dày khe là 1,1cm như này. Đấy, để mà khi mà lỡ con heo có nằm cái vú nó lọt vào đây thì nó nhấc lên vẫn được, nó không có bị kẹt lại. Đó là cái mẫu thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái tấm 61m1, tấm dành cho hậu bị, nái đẻ, cai sữa. Và hiện nay thì công tác mà chăn nuôi heo trên công nghệ chuồng sàng thì đã rất nhiều trang trại áp dụng. Thì mình cũng đã làm thêm hai cái mẫu tấm đan, đó chính là một cái mẫu tấm đan 61m1 dày là 5 phân. Ngày trước khi mà bên mình sản xuất cái tấm 61m1 để mà nuôi heo thịt đó các bạn, thì cái bề rộng cái khe lọt phân này này nó chỉ là 2 phân thôi. Thì sau một thời gian bà con than phiền là 2 phân thì phân nó vận động trên cái bề mặt này rất là nhiều, nó không có lọt xuống sàn được. Cho nên bên mình bây giờ đã cải tiến thành một cái tấm 61m1 cái khe lọt phân là 2 phân 3. Đấy, các bạn thấy là rất là rộng và nhiều khe như thế này, khe rất là dài, nó không ngắn nữa, cho nên là hạn chế cái rãnh ngang này. Đấy, bên mình hạn chế cái rãnh ngang này để nhưng mà cho phân nó lọt xuống đây một cách rất là dễ dàng như thế này. Và một cái cải tiến nữa để nói cho các bạn, đó là cái mặt sau bên mình cũng đã làm bầu như thế này hết rồi. Đây là chính là mặt sau, đây chính là mặt sau của cái tấm 61m1. Thì các bạn có thể thấy này, đấy, bề mặt rất là láng mịn và khe nó bầu như này, và khoảng cách này nó to hơn, cái độ phát này nó nhiều hơn, giúp cho phân nó lọt ra rất là dễ dàng và nó không có bám vào đây. Đấy, các bạn thấy, để ý này, những cái nấu, những cái góc bo như này đã được bên mình làm rất là nhẵn mịn và giúp cho việc bám dính ở đây.
nó không còn nhiều nữa, cho nên công tác xịt rửa rất là nhiều. Đó là một cái mẫu để mà nuôi heo thịt 61m1, và nhiều trang trại lớn như là CP hoặc là Greenfit rồi Marvin hiện nay thì đã làm cái mẫu heo nuôi heo thịt trên công nghệ chuồng sàng, đó là tấm 61m1,5. Thì cái tấm này áp dụng cho những cái trang trại lớn thì họ đang dùng cái tấm này rất là nhiều các bạn. Đây là tấm 61m1,5, thì các bạn có thể thấy này, tấm 60m1,5 bên mình sản xuất thì là dày 7 phân, đây dày 7 phân nha các bạn nhé, hai lớp thép đấy, hai lớp thép. Thì cái tấm này có ưu điểm gì hơn so với cái tấm 61m1? Thì cái khe lọc phân này này các bạn này, cái khe lọc phân này vẫn là 23mm, nhưng mà nó có một điểm khác biệt như này. Em quay vào đây cho mọi người thấy này, cái bề dày ở đây, bề dày ở đây là đã là 7 phân, tại vì nó dài hơn thì nó phải dày hơn để chịu lực tốt hơn các bạn. Và cái tấm này thì bên mình sản xuất hiện nay nó chỉ nặng là 85 đến 86 kg một tấm thôi các bạn. Đấy, rất là nhẹ so với lại những cái tấm mà ngày xưa bên mình sản xuất, nếu mà khổ lớn như vậy thì nó phải nặng trên một tạ, rất là bất tiện cho cái công tác mà lắp dựng, lắp đặt vào trang trại. Và một cái điểm khác biệt nữa giữa cái tấm 61m1,5 và tấm 61m1 đó chính là hai lớp thép, cái dài 7 phân như này, và trong này sẽ là hai lớp thép, lớp sắt 6 và lớp sắt 8 ở trong này các bạn nhé. Và khả năng chịu lực của mỗi tấm thì lên khoảng gần 1 tấn một tấm các bạn. Mình đã test thử cho xe ô tô chạy lên và nó không bị gãy. Và như các bạn thấy đó, bên mình chất pallet và chất này xếp chồng lên cao như thế, mười mấy tấm, nhưng mà nó vẫn không xi nhê gì hết, nó không có bị rạn nứt, bị gãy. Các bạn có thể là yên tâm về cái chất lượng. Cái tấm đan của bên mình hiện tại thì cái mác bê tông bên mình đang đúc đó chính là mác 300. Các bạn làm thấy là một cái mác rất là cao, bề mặt thì các bạn thấy này, đấy rất là cứng, cứng cáp đấy, tấm bê tông rất là đanh. Đây là cái lô đan 61m1. Thì trong cái quá trình đúc mình sẽ xếp ở bãi như này, sau đó thì sẽ tưới bảo dưỡng hàng ngày như này, sau đó thì mới xếp lên pallet rồi vận chuyển ra lên xe cho khách hàng. Thì đây là cái tấm 61m1, đây là cái lô đan mình chuẩn bị xuất đi về cho khách khá là nhiều các bạn, sẽ bảo dưỡng hàng ngày như thế này để mà đủ cường độ, sau đó thì mới vận chuyển đi cho khách. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái cải tiến tấm đan thế hệ mới so với lại tấm thế hệ cũ có nhiều ưu điểm như thế nào. Và quý bà con và anh chị có nhu cầu mua tấm đan để về làm chuồng lợn hoặc là phục vụ cho các trang trại thì các bạn có thể liên lạc cái số điện thoại mình để trên màn hình, hoặc là website khởi nghiệp tv.com.vn, hoặc là ép cái Zalo số điện thoại này để mình có thể tư vấn thêm được nhiều hơn cho các bạn ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý bà con mình gặt hái được nhiều thành công hơn trong lĩnh vực chăn nuôi. Xin chào và hẹn gặp lại.